Xin chào các bạn. Chiếc xe mà hôm nay mình trên tay đây là một cái mẫu xe SUV full size 7 chỗ và nó cũng là cái mẫu xe cao cấp bậc nhất của Mercedes-Benz bán tại thị trường Việt Nam. Và đây cũng là những chiếc xe SUV được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Mỹ, nhưng nó đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá chưa đến 5 tỷ đồng. Nếu như mà nói qua một chút thì đây có thể nói là một cái mức giá cực kỳ cạnh tranh ngay tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng xem qua chi tiết những cái trang bị mà chiếc xe này nó có gì đặc biệt. Và như thường lệ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái trang bị ở cái phần đầu xe trước. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy cái body nó đang mang, đó chính là cái body AMG Line, tại vì nó đã được mang sẵn cái gói trang bị này rồi. Cái gói trang bị này sẽ giúp cho chiếc xe trở nên có vẻ cứng cáp hơn, thể thao và mạnh mẽ hơn. Tất nhiên ở một cái kích thước xe lớn như thế này thì nhìn nó cũng rất là bệ vệ, rất là hầm hố. Các bạn có thể nhìn thấy cái phần mặt ca lăng nó cũng rất là to bản. Thay vì những cái nan này trên những chiếc xe khác thì nó nhỏ, nhưng mà đối với trên chiếc xe này rất là to. Và đây cũng là một cái điểm đặc trưng có ở trên cái bản AMG mà thôi. Đó, ngoài ra thì cái phần lip được mạ cái màu chrome ở dưới đây cũng rất là nổi bật. Và nó cũng có nhiệm vụ lấy thêm cái không khí vào làm mát hệ thống ở bên trong nữa. Về mặt trang bị thì không thể thiếu những cái cảm biến cảnh báo va chạm, camera 360 độ là những cái trang bị rất là cơ bản cho những cái mẫu xe sang trọng như thế này rồi. Còn cái cụm đèn chiếu sáng chính ở đây thì là cái cụm đèn multi-beam LED. Đây là cái hệ thống đèn cao cấp nhất của Mercedes-Benz. Nó có khả năng chiếu sáng thích ứng, nó có thể phân tách cái ánh sáng chiếu nơi cần chiếu hoặc là không chiếu nơi không cần chiếu. Thì cái họa tiết ở trên cái GLS450 này thì nó sẽ cũng có khác biệt một chút xíu nếu như mà so với cái thế hệ tiền nhiệm. Và xin nhắc để cho bạn nào không biết thì đây là cái thế hệ hoàn toàn mới mang mã là X167 và vừa được giới thiệu toàn cầu vào hồi năm ngoái và hiện tại thì đã đang được bán tại Việt Nam rồi. Có lẽ thì trang bị bên ngoài cơ bản như vậy thôi, mình sẽ xem cái phần động cơ của nó ở bên trong như thế nào. Rồi, bên dưới đây sẽ là cái động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, có ngay cái chữ ở trên đây rất là to. Thì những chiếc xe Mercedes-Benz thế hệ mới đã sử dụng cái thế hệ động cơ mới của họ là M256. Đây là cái động cơ 6 xi lanh thẳng hàng và họ đã thay đổi cấu trúc V6 thành I6 để có thể trang bị được nhiều những cái công nghệ hơn. Và cái khối động cơ này nó sản sinh cho GLS450 mức công suất là 367 mã lực và cái mức moment xoắn tối đa nó đạt được đó là 500 Nm. Và đặc biệt hơn là cái mức moment xoắn này nó đạt được ngay tại cái giải vòng tua 1600 vòng. Thì mình nghĩ rằng đó là một phần nhờ vào cái công nghệ la điện nhẹ của Mercedes-Benz. Và còn một cái thông tin nữa đó là động cơ M256 này được bình chọn là một trong 10 cái động cơ tốt nhất của năm 2020 này. Hy vọng là sẽ có cơ hội trải nghiệm và mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cái động cơ M256 thế hệ mới của Mercedes-Benz. Do GLS450 là dòng xe SUV và có cái kích cỡ to lớn nhất, vạm vỡ nhất. Chính vì vậy nó cái sở hữu cái chiều dài là 5m226 và cái chiều cao của nó là lên đến 1m845. Đây là một cái mẫu xe có thể nói là cao cấp nhất và là cũng là một chiếc xe SUV cao cấp nhất của Mercedes. Thì đối với chiếc xe này thì ngoài ra cái phần trục cơ sở, tức là giữa phần bánh trước đến bánh sau, nó lên đến 3m135. Đây là một cái kích thước cực kỳ to lớn, có thể so sánh với bất kỳ một chiếc xe SUV ngoại cỡ nào, không riêng gì đối với chiếc xe Mercedes này. Xem qua một cái trang bị cũng khá là nổi bật trên chiếc xe này, đó chính là cái bộ bánh mâm. Thì gói ngoại thất chiếc xe được trang bị gói ngoại thất AMG Line. Ở đây sẽ có một cái bộ bánh mâm AMG kích thước lên đến 21 inch cho cả bánh trước lẫn bánh sau. Nhưng mà cái bánh sau này nó có một cái điểm rất là nổi, đó chính là cái kích thước lốp. Kích thước lốp bánh sau bề ngang lên đến 315, rất là lớn. Nếu như các bạn nhìn theo cái hướng đằng sau có thể nhìn thấy được cái kích cỡ của nó khủng như thế nào. Đó, và ngoài ra thì cái hệ thống treo khí nén thì là cái trang bị không thể thiếu trên những cái mẫu xe cao cấp của Mercedes được. Ngoài ra thì GLS450 cũng không thể thiếu những cái trang bị cao cấp khác, ví dụ như là cửa hít. Bốn tay nắm mở cửa đều là loại cảm ứng thông minh hết, chúng ta chỉ cần cầm chìa khóa chạm là cửa sẽ mở cũng như là chạm để đóng. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng xem thử cái phía đằng sau của GLS450 xem nó có gì đặc biệt. Thật sự thì mình đứng ở đằng sau chiếc GLS450 này thì cảm giác là mình quá nhỏ bé so với chiếc xe.
Bây giờ mình sẽ xem qua một số cái chi tiết, ví dụ như là hệ thống đèn cảnh báo tín hiệu phía sau. Thì những chiếc Mercedes thế hệ mới sau này có những cái họa tiết ở cái đèn cảnh báo tín hiệu phía sau này đã thay đổi, và nó có một cái nét gì đó rất là đồng nhất với những chiếc xe khác. Ví dụ như là cái mẫu xe GLE 450 mà Tinh Tế cũng đã từng có dịp trên tay thì nó cũng có cái họa tiết tương tự như vậy. Bên đây là logo 4MATIC, đây là cái công nghệ hệ thống dẫn động 4 bánh. Xem chi tiết một chút thì ở phần ốp trang trí ở đây sẽ có cái phần màu chrome sáng màu, và nó đồng nhất với cái phần cover của cái ống bô. Nhưng mà thực tế thì chiếc xe này cái bô xả nó không có nằm ở đây. Mặc dù cũng là ống xả kép nhưng mà nó lại được giấu sâu vào trong cái khúc cái tay mình ở bên trong như vậy. Đó, bên ngoài chỉ là cái phần cover trang trí thôi. Ngoài ra thì những cái cảm biến cảnh báo va chạm thì sẽ rất là đầy đủ, và nó cũng đồng thời là cái chi tiết hỗ trợ cho những cái tính năng đậu xe lùi chuồng vào chuồng hoặc là đậu xe song song. Thì chiếc xe này nó có đầy đủ hết. Bây giờ mình sẽ xem ở bên trong cái cốp này ha. Tất nhiên rồi, một mẫu xe cao cấp thì có cái cốp đóng mở điện, và các bạn cũng có thể vừa nhìn thấy nó mở lên rất là nhanh. Dù là một chiếc xe full size 7 chỗ nhưng cái không gian hành lý phía sau của GLE 450 thì theo cá nhân mình thấy là cũng sẽ đựng được khá là nhiều đồ. Ở đây nó sẽ có một cái dung tích là 355 lít. Tuy nhiên mình lại có một cái chiều cao cũng như là một cái chiều sâu tương đối để chúng ta để những cái hành lý, ví dụ như cái ba lô hành lý xách tay. Và để mở rộng cái không gian hành lý thì chúng ta sẽ gập cái hàng ghế thứ 3 hoặc là gập cả cái hàng ghế thứ 2 lại. Thì thao tác rất là đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng cái nút bấm ở bên hông đây. Nó sẽ hơi delay một chút xíu, đó là vì nó sẽ sắp xếp cái không gian hành lý ở cái hàng ghế thứ 2, tức là sắp xếp lại cái hàng ghế để có chỗ cho cái hàng ghế thứ 3 này nó gấp lại. Đó, còn khi mà nó phản ứng thì cũng không đến mức chậm như vậy. Nhờ vào cái hệ thống treo khi nén, chính vì vậy nên chiếc xe này cũng được trang bị cái tiện nghi đó là hạ thấp cái thân xe xuống để chúng ta có thể dễ dàng mang cái hành lý nào đó bỏ lên cái cốp xe. Thì thao tác chúng ta lại sử dụng một cái nút bấm điều khiển điện ở bên đây thì nó sẽ hạ cái gầm xe xuống. Nó sẽ hạ đâu đó khoảng 10 phân hoặc là gần 10 phân, nhưng mà đối với cái góc nghiêng này thì chúng ta sẽ được rất là nhiều. Rồi, nó lại bơm lên. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng khám phá cái không gian nội thất của chiếc GLE 450 này. Trước tiên thì sẽ là cái hàng ghế thứ 3. Để vào hàng ghế thứ 3 thì chúng ta phải gập cái hàng ghế thứ 2 lại. Thì ở đây có trang bị gập bằng điện luôn. Mình chỉ cần nhấn nút một lần và cái ghế nó tự chạy lên và nó sẽ gập cái đầu lại để chúng ta có thể dễ dàng đi vào trong hơn. Đó, những lúc như thế này thì trang bị bệ bước chân là rất là cần thiết. Không gian của cái hàng ghế thứ 3 này thì rất là ok. Phần đầu nó còn trống gần một gang tay. Đó, cũng như là cái phần để chân của mình rất là vuông, giống như là mình ngồi cái ghế bình thường vậy đó. Đó, chỉ có điều là cái bề ngang của cái ghế nó không có quá lớn. Nếu như mà là tặng người như mình ngồi cái ghế này thì là tuyệt vời. Ở phía bên tay phải còn có cái nút để điều khiển cái hàng ghế phía trước chạy tới hoặc là lùi để nó mở rộng thêm cái không gian chân tùy theo chúng ta chia sẻ với hàng ghế trước. Và cũng được trang bị hai cổng USB-C cũng như là một cái khay để nước ở đây. Đó, rất là cao cấp luôn. Và bên phải có hẳn một cái phần bệ tì tay, cũng như là phía bên trái cũng như vậy. Đó. Còn cái không gian bên phải đây thì sẽ là một cái ô cửa kính khá là rộng, giúp cho cái không gian người ngồi nó đỡ tù túng hơn, nó đỡ bí hơn. Cộng với thêm một việc nữa đó là cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama phía trước nữa. Chính vì vậy nên là cái không gian đằng sau này nó cũng rất là ok. Mình đang ngồi ở cái hàng ghế thứ hai của chiếc GLE 450. Thì trong cái tư thế bình thường mình ngồi ấy, nó giống như là cái tư thế mình ngồi nghỉ ngơi rồi. Tại vì cái ghế nó đã tạo cho mình một cái tư thế ngồi rất là thoải mái, và cái đầu mình hướng lên cái cửa sổ trời panorama rất là đã. Nếu như mà khách hàng khó tính thì cái phần bộ ghế có thể tùy chọn cái bộ ghế da nắp 3. Mặc dù là xe nhập Mỹ nhưng vẫn có thể tùy chọn cái bộ ghế da nắp 3 cao cấp hơn. Ngoài ra thì một số những cái tiện ích khác có thể nhìn thấy ở đây, đó chính là hệ thống cửa gió máy lạnh rất là nhiều. Chúng ta có thể nhìn thấy ở cái cột trụ B có một cái cửa gió máy lạnh, và phần trên trần cũng có, cũng như là ở vị trí trung tâm. Tại vì một cái không gian rộng lớn như thế này thì mình nghĩ rằng cái cửa gió máy lạnh càng nhiều thì cái hiệu quả làm lạnh nhanh cũng sẽ càng cao. Và cái hàng ghế này chúng ta còn có thể điều chỉnh rất là nhiều những cái tư thế thông qua cái phần nút được bố trí ở trên cái cánh cửa như thế này. Gần như là cái ghế phía trước được chỉnh như thế nào thì cái ghế đằng sau được chỉnh gần như vậy. Chỉ trừ cái trường hợp là chúng ta chỉnh cái phần chúng ta ngồi thì không chỉnh được mà thôi.
Và cái hệ thống loa trang bị trên chiếc xe này là loa Bermester, cũng là một cái thương hiệu rất là cao cấp. Và cái không gian trải nghiệm, cái âm thanh này thì mình sẽ hẹn các bạn một cái dịp khác để có cái thời gian trải nghiệm sâu hơn. Tiện nghi khác thì có thể kể đến như là cái bệ tì tay và khay để ly nước, rất là cơ bản, này thì không thể thiếu rồi. Chiếc xe được trang bị hệ thống điều hòa máy lạnh 4 vùng độc lập. Đó, chính vì vậy đằng sau chúng ta có thể chỉnh riêng bên trái cũng như là bên phải thông qua cái hệ thống ở đây. Và có một cái màn hình hiển thị những cái thông số rất là trực quan, cũng như là những cái phím bấm để điều khiển cái thế hệ mới này rất dễ là sử dụng. Ngoài ra thì bên dưới cũng sẽ tìm thấy hai cái cổng sạc cho điện thoại dạng USB-C. Đó, những chiếc xe hiện đại đều là cổng USB-C rồi. Ngôn ngữ thiết kế mới của Mercedes-Benz trong cái khoang nội thất, chúng ta dễ dàng nhìn thấy được cái phần tablo nó rất là phẳng. Nguyên cái bề mặt này sẽ không có cái phần nhấp nhô nào hết mà hoàn toàn phẳng từ bên trái sang bên phải. Cái phần màn hình kép ở đây đã được đưa xuống cái phần chiều cao của cái tablo. Chính vì vậy nên là nhìn nó cũng rất là gọn gàng, cũng như là ít những cái ngóc ngách hơn so với những chiếc xe Mercedes trước đây mà mình đã từng thấy. Và màn hình trang bị thì cũng là dạng màn hình đôi kích thước 12.3 inch. Đối với màn hình giải trí thì chúng ta có thể thao tác cảm ứng ở trên màn hình được luôn. Đó, cái thao tác cảm ứng cũng rất là dễ, không có khó để sử dụng. Ngay bên dưới đây sẽ là 4 cửa gió điều hòa và nó mang cái nét thiết kế đó là hình vuông. Thay vì hình tròn giống như những cái dòng xe khác thì đặc trưng cho cái dòng GLS hay là những cái dòng cao cấp SUV thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình thù như thế này. Và bên ngoài thì nó được phủ một cái lớp giống như là bạc mờ, đó, nhìn nó rất là sang trọng. Đèn viền nội thất 64 màu đầy đủ, loa 590 W thì hồi nãy mình có chia sẻ rồi. Bên dưới sẽ là cái hệ thống điều khiển máy lạnh thế hệ mới. Đó, nó rất là phẳng và những cái nút cũng dễ dàng để sử dụng hơn bởi vì cái biểu tượng nó nằm ngay ở đây. Và cuối cùng thì mình muốn chia sẻ một điều nữa, đó là cái khoang nội thất của Mercedes GLS 450. Bọc da rất là nhiều nơi cũng như là sử dụng vật liệu đó là gỗ tự nhiên cho cái cảm giác nó rất là thân thiện. Và cái phần ghế ngồi cũng rất là dày cho cái cảm giác chúng ta ngồi nó êm ái hơn. Cũng như là cái phần bệ tì tay ở đây rất là to, cao, dễ dàng để sử dụng và thuận tiện ngay cái phần tay chúng ta nghỉ. Phần điều khiển trung tâm ở đây thì có cái không gian lớn và nó được bọc bằng cái ốp bằng cái gỗ tự nhiên. Đó, tay chúng ta sờ vào rất đã tại vì nó không có phủ cái lớp bóng. Bên dưới này thì sẽ là cái phần chúng ta để điện thoại nè, kết nối điện thoại qua cổng USB-C để sử dụng tính năng Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Còn hai cái khay để ly nước khá là lớn nữa ở phần vị trí đây, còn nếu như không xài đóng lại. Hầu hết những chiếc Mercedes sử dụng hệ điều hành MBUX thì đều có cái giao diện điều khiển cái phần Touch Command như thế này. Đó, nó có khả năng haptic feedback phản hồi lại cái lực chúng ta tác động ở đây, hoặc là mỗi lần chúng ta di chuyển thì nó phản hồi bằng cái âm thanh. Đó, còn cái phần này thì chỉ là cái để chúng ta tì tay lên thôi, cần số thì nằm trên vô lăng rồi. Và xe này còn trang bị thêm cái hệ thống treo khí nén và có thể nâng hạ gầm chủ động đó bằng cách ở đây. Hoặc là mỗi lần mà chúng ta mở cửa lên xe thì chiếc xe cũng có thể hạ gầm xe thấp xuống để cho chúng ta dễ dàng lên xe hơn. Rồi ở dưới đây chúng ta có một cái ngăn nữa. Đó, cái cách mà nó mở ra cũng rất là chậm rãi, rất là cao cấp và không để ra tiếng động. Chúng ta có thể cất những cái vật dụng cá nhân gì đó ở đây. Đó, và có một cái cổng sạc USB-C. Đó, ở dưới đây là cái bóp ví sen này. Có một phần mà mình để dành từ nãy đến giờ mình chưa nói, đó chính là cái vô lăng. Tại vì nãy giờ mình quá đã, thật sự là quá phê khi mà cầm một cái vô lăng này. Ở phần trên này thì nó được làm bằng gỗ và cái phần gỗ này được xử lý cực kỳ mịn luôn. Mịn nhưng mà nó lại không bóng, nó hơi nhám một chút xíu. Sờ không có cái cảm giác nào mà có thể mô tả khi mà cầm vào cái phần gỗ này được. Và hai bên thì là hai cái phần da nắp ba bọc sang hai bên đây. Nhưng mà cái phần gỗ sẽ là cái phần đã nhất, cầm tay sướng cực kỳ luôn. Thì đây là cái layout điều khiển hệ thống MBUX mới của Mercedes-Benz. Thì vẫn những các nút cơ bản ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nút. Và điều chỉnh rất là nhiều hướng tại vì đây là nút kép. Cái hệ thống mới này của Mercedes-Benz cũng rất là dễ để điều khiển. Đó là cái cảm nhận của mình, nó rất là khác so với cái thế hệ trước đây. Ngoài ra cũng có tích hợp hai lẫy chuyển số ở đằng sau vô lăng, nó hơi khiêm tốn, hơi nhỏ chút xíu. 4,9 tỷ đồng là cái giá bán của chiếc Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC này. Một mức giá thật sự là rất là hấp dẫn, bởi vì đây là một cái mẫu xe full size 7 chỗ và nó được nhập khẩu từ Mỹ, không còn gì có thể tốt hơn. Và đó cũng là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.